Ờ, chào cả nhà, ai mà muốn làm nấm rơm á thì liên hệ Phương nha. Đó, ai mà muốn làm nấm rơm tại nhà hoặc là làm kinh tế, làm nhiều trang trại thì alo Phương nha. Phương gửi mail toàn quốc dụng cụ làm nấm rơm đó, dinh dưỡng cho nấm rơm đó, Phương gửi hàng toàn quốc luôn nha. Đó, nấm ra rất là nhiều và sai trái nha cả nhà nha. Mưa mới anh Đó, ơi. ai đặt hàng thì liên hệ tới không số 0374740446 nha. Rồi, chào cả nhà nha, chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương. Phương cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua mail nấm rơm và bộ dụng cụ và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Rồi, Phương cảm ơn rất là nhiều. Phương này cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Đó. Rồi Phương bán này, Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà nha. Ai đặt hàng cứ liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương để Phương tư vấn kỹ thuật và giao dụng cụ từ A tới Z cho cả nhà luôn nha, và tư vấn kỹ thuật từ A tới Z luôn đó. Rồi Phương vô đơn hàng nha cả nhà. Đó, đầu tiên là cái giấy quỳ tím này cả nhà, giấy quỳ tím đo nồng độ pH của nước vôi đó cả nhà. Đó, cả nhà lấy cái tấm màu vàng này cả nhà nhúng vô nước vôi nó lên tầm 12 13 là được nha. Rồi, còn lúc mà cả nhà đem đi ủ tơ á, đem đi ủ tơ nó tầm 7 hoặc 8 là được nha. Đó cả nhà. Rồi, giấy quy tím đo nồng độ pH của nước vôi. Đó, giấy quy tím nha cả nhà nha. Rồi, tới mèo nấm rơm nha cả nhà. Đây, mèo nấm rơm đặc chuẩn luôn nha. Đây nè. Đó, mèo nấm rơm đặc chuẩn Phương làm để bên Phương bán. Bên Phương xin lỗi, Phương làm để bên Phương làm nấm rơm luôn nha cả nhà. Rồi, Phương sẽ chia sẻ cho cả nhà luôn. Đó, mèo rất là đặc chuẩn nha cả nhà nha. Phương bán 6 7 năm nay, 5 năm thứ 7 rồi cả nhà, không phải lo đổi tiếng của Phương nha. Đó, ai mà theo dõi kênh của Phương lâu rồi thì cả nhà tự biết đó. Đây, mèo nấm rơm nha cả nhà nha. Đó, mèo nấm rơm Phương có hai loại nha. Một loại lớn và một loại nhỏ. Loại nhỏ là từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng rồi nha, còn loại loại lớn là từ 7 lạng rưỡi đến 7 lạng rưỡi đến 8 lạng. Đó, ví dụ mà Phương cả nhà đặt 10 bịch mà Phương còn bịch nhỏ, Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ, còn không Phương sẽ gửi 5 bịch lớn nha cả nhà nha. Đó, đó nó giống nhau hết cả nhà đó. Rồi, rồi tiếp tục là tới cái chai dinh dưỡng nha. Chai dinh dưỡng 100% là không độc hại nha. Đó cả nhà, 100% là không độc hại đó. Liều lượng một cách sử dụng này, pha 25cc cho một bình 8 lít nước, xịt lúc sắp mô 7 ngày sau khi vô meo, xịt lên 5 chân cá cả nhà. Lưu ý là cái bước xịt lên 5 chân cá đấy là cả nhà phun sơ qua thôi nha, phun sương qua thôi, sơn nhẹ qua thôi, chứ đừng phun ướt nha cả nhà. Phun ướt là nấm con nó sẽ chết hết nha cả nhà nha. Đó, tại vì nấm con nó lên là cả nhà phun nước là không được nha cả nhà nha. Đó, công dụng này cả nhà, chống dập nấm, kích thích nấm mọc rồi hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20 đến 30% nha cả nhà. Đây, chai này, chai chuyên dùng cho nấm rơm luôn cả nhà nha. Nguyên liệu Israel này cả nhà, chuyên dùng cho nấm rơm. Đó, chai này rất là lợi hại nha cả nhà nha. Đó. Rồi, tới cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà. Đây, ai làm ngoài trời hay trong nhà cũng phải bắt buộc xài cái này nha. Đó, cái nhiệt kế đo mô nó giúp kiểm soát được ở trong mô này, nó giúp kiểm soát được nhiệt ở trong mô để cả nhà tăng hạ kịp thời để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha. Đó, không có cây này kiểm tra mà lúc cả nhà ủ tơ thì tơ nó không chạy thì cả nhà không biết cái nhiệt mô nó cao hay thấp, rồi để lúc đó không biết nhiệt mô nó như thế nào nha cả nhà. Đó, cách sử dụng cả nhà găm cái đầu đỏ nó vô trong cái mô. Đây này, cái đường chỉ đỏ nó chạy lên tới đâu là nhiệt mô tới đó nè cả nhà. Đây đây, mới sáng ở Phương mà nóng kinh khủng rồi cả nhà, 29 30 độ luôn nha, nóng ác lắm rồi cả nhà. Rồi, cái nhiệt kế đó vô nha cả nhà nha. Rồi, tới cái đồng hồ đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy. Đây, cái đó cái vòng lớn là nhiệt độ, còn vòng nhỏ là độ ẩm nha. Đó, cả nhà đem cái đây cả nhà treo vào trong phòng để cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong phòng và độ ẩm ở trong phòng để nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha cả nhà, để nấm nó phát triển một cách tốt nhất nha. Đó, rồi Phương cũng lưu ý cái đồng hồ này là cả nhà mua ở đâu cũng được, mua bên Phương cũng được, mua bên nào cũng được hết, Phương không bắt buộc cả nhà phải mua bên Phương, nhưng cả nhà kiếm chỗ nào phải mà mua cho nó uy tín một xíu nha. Đó, mua uy tín một xíu tại cái đồng hồ này thì nó rất là quan trọng trong nghề nấm đó. Kiểu cả nhà treo lên mà nó không chạy đúng là coi như là cái mẹ nấm đã hư hết nha. Đó, trên thị trường rất là nhiều loại nha cả nhà, loại giả, loại kém chất lượng rất là nhiều nha. Cái loại này Phương thấy như là loại trung bình đó, loại này ok đó cả nhà nha. Đó, đồng hồ đo nhiệt chạy rồi, đồng hồ chạy đó. Rồi, Phương Hồng kết thúc video đây. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ Phương nha. Rồi, Phương chào cả nhà.